và thấy nhiều nick tiếp theo của Olympic vòng 4 khối 6 để tìm những câu khó để rút kinh nghiệm cho những vòng thi sau các em nhé. Vì chúng ta thi lại cho nên đây là lần 2. Cố tìm những câu khó lạ. Rồi cái này thì mình giải nhiều ở nick 2 và nick 3 rồi. Chọn luôn. Số lẻ lớn nhất là 97 ha. Quan trọng cái vòng 2 và vòng 3 rồi kìa. Bài thi số 2. Tổng của ba số là số lớn nhất. Cái bài này thầy giải ở vòng trước rồi các em nhé. Trở lại vòng trước các em coi đi. Coi lại. Làm lại đi. A cộng B cộng C là ba số đó đó. Là bằng 999 để cho ha. Rồi. Số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 5 dư 3, vậy A bằng 5B cộng 3. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia, tức là lấy A trừ đi tổng của B cộng C thì nó ra 7 đó. Người ta cho mình 3 dữ kiện này. Các em xem xét dữ kiện thứ 3 trước. Như vậy tổng của B và C chính là bằng số thứ nhất trừ đi 7 đơn vị. Như vậy tổng của số thứ nhất và tổng hai số thứ hai thì tổng hai số B và C thầy có thể thay thế bằng A, bằng số A trừ 7 vào đây ha. Đó, như vậy là thầy sẽ có A cộng A trừ 7 là bằng 999. Thì từ đây các em sẽ giải ra A thôi. A cộng A tức là 2 lần A. 2 lần A bằng 999 cộng 7. 999 cộng 7 thì bằng 1006. Từ đây mình sẽ suy ra A là bằng 1006 chia đôi, tức là 503 đó các em. Như vậy là đáp án là đáp án thứ nhất hoặc là thứ tư thôi, nhưng mà còn có sự băn khoăn giữa hai đáp án. Bây giờ A là bằng 503 rồi thì 5 nhân B cộng 3, tức là 5 lần số thứ 2 cộng 3 thì bằng 503 ha. Như vậy từ đây các em suy ra ngay là số B, số thứ hai đó là bằng 100. 100. Vậy đáp án là số này các em. 503, 100 với lại 396. Tiếp tục. Tổng hai số bằng 108. Số lớn chia số bé được 2. Cái này tại giải ở nick trước rồi. Hai số đó chính là 60 và 120.
Rồi cái này cũng giải ở nít trước rồi nhé. 27 trừ 124 rồi 118 trừ cho cái kết quả đó 28 nha. Ồ xin lỗi, thì bấm sai rồi. 27 trừ 124 là bằng 93. 118 trừ 93 thì bằng 25. Cái bài này ta gặp 2-3 lần ở nít trước, nhưng mà ta chọn 4 cũng trực, 6 cũng trực. ABC không thẳng hàng, ABC thẳng hàng, D không nằm trên thẳng AB, vậy nối xuống DA, DB, DC thì được 3 đường ha. Vẽ được mấy đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm trên. Cái bài này giải ở nít trước rồi nha. Tia MN sẽ trùng với tia nào? Trên đường thẳng lấy 4 điểm theo thứ tự M nè, N nè, P nè, Q nè. Tia MN là từ M hướng tới N, nó sẽ trùng với MP hoặc MQ. Ở đây MP không có, chỉ có MQ, vậy nó trùng với MQ kìa. Cái này ta làm ở nít trước rồi. Nó sẽ là 5 số đó là 1, 2, 3, 4, 5. Các em dỡ video nít trước lại coi ha. Vậy tổng đó là chính là 15. Cho hai đường, cho đường thẳng XY vẽ hình đi. O là một điểm, M nằm giữa O và N. M giữa O và N, tia đối của tia MO. Tia đối của tia MO sẽ đi từ M và đi ngược lại với hướng MO, vậy đó sẽ là tia MN hoặc là MI. Ở đây không có MI thì ta chọn MN. Cái này bấm máy thôi kìa. 2 mũ 6 trừ 1 chia 9 cộng 3 mũ 3 nhân 5 mũ 2 682. Cái bài này thầy đã giải ở video trước ha. Em trở lại video trước để coi cách giải đúng kỹ thuật luôn, chứ không phải mò mẫm mà. Một, số dư là 1. Rồi đây đụng bài khó rồi kìa. Cho N điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Đây là bài toán bắt tay nè, hay còn gọi là bài toán đá bóng, bài toán đá banh á. N điểm, cho N điểm đứng thành vòng tròn đi. Các em tưởng tượng N điểm đứng thành vòng tròn đi. Thì từ mỗi điểm ta sẽ nối được với N trừ 1 điểm còn lại, tạo thành N trừ 1 đường thẳng. Như vậy là từ mỗi điểm ta sẽ phát đi được N trừ 1 đường thẳng. Đây, giả sử thầy có N điểm ha, thì thầy cố định một điểm, ví dụ điểm này cố định thì xung quanh là còn n trừ 1 điểm, thì từ điểm này nối tới n trừ 1 điểm còn lại thì ta sẽ có là n trừ 1 đường thẳng được sinh ra. Mà có tất cả n điểm như vậy, như vậy thầy lấy n trừ 1 nhân cho n, đây là tổng số đường thẳng phát sinh nè. Nhưng mà từ điểm này chẳng hạn phát tới điểm này một đường thẳng chẳng hạn, từ điểm này phát tới điểm này một đường thẳng, thì hồi từ điểm đó lại phát ngược lại một đường thẳng. Như vậy tính ra đường thẳng này là bị lặp lại rồi, lặp lại. Và mỗi đường thẳng ở trong cái hình này đều bị lặp lại ha. Vậy có nghĩa là tổng số đoạn thẳng này ta, tổng số đường thẳng này ta phải lấy chia đôi ra các em nhé. Ta phải lấy chia đôi.
Như vậy cho n điểm, cho n điểm. Cho ta n điểm thì sẽ có chừng này đường thẳng được sinh ra cái. Nhớ là phải chia đôi em nhé. Và theo đề thì tổng số đường thẳng ta có là 153, tức là n nhân cho n trừ 1 rồi chia 2 thì bằng 153. Như vậy trước khi chia 2 thì nó sẽ bằng là 306. Bây giờ các em tìm hai số tự nhiên liên tiếp nhân nhau bằng 306 thử coi. Mười lăm nhân 16 thử. Để còn xa, giờ lấy 16 nhân 17. 272, 17 nhân 18. Rồi đây rồi. Như vậy n sẽ bằng 17 kìa. Xin lỗi, n sẽ bằng 18 kìa. Nha. 18. N 18 thì 18 nhân 17 sẽ ra 306, đúng rồi. Vậy N bằng 18. Cẩn thận nè, có chừng sai á, uổng lắm á. Rồi, như vậy các em thử lại nè. Thử lại một lần nữa cho chắc. Có 18 điểm thì 18 từ mỗi điểm sẽ phát đi được 17 đường thẳng. Vậy ta lấy 18 nhân 17 là được 306. Mà mỗi đường thẳng là bị trùng lắp, vậy ta đem chia đôi ra đúng 153 luôn. Vậy là N 18 là đáp án cuối cùng. Các em tu tới tu lui để dễ hiểu nha. Bài thi cuối cùng ta sẽ giải tất cả các cái ô trên cái bản đồ này. Này dễ rồi các em. 1006 ô. Tưởng dễ mà không dễ, hình như thầy bấm sai rồi. Ồ, thầy bấm máy sai rồi, các em thông cảm nha. Cái đó các em tự tính lại đi. Các em bấm máy tính là mắt phải dán vào màn hình ha. Chứ tôi sai lãng xẹt. Mấy cái bài khó ta làm được, mấy bài dễ ta là chủ quan. Mà điểm của nó như nhau. Này bằng 0 kìa. Lần này chắc không sai nữa đâu ha. 126 chia được số dư lớn nhất là 25. Như vậy số chia là 26. Mấy bài này dễ quá, cứ bấm máy là được. Một ngàn tám. Bốn ba. Tổng 3 số là 122. Nếu lấy số thứ nhất chia số thứ hai à, thì nhớ bài này làm rồi mà. Bài làm rồi ấy.
Vậy cái coi lại cái nick trước nha. Giờ thầy giải nhanh ngoài nháp, thầy cũng nhớ đáp án bao nhiêu nữa. Rồi bài này giải ra là A bằng 67, B bằng 28 và C bằng 27 kìa. Đây, A số thứ nhất chia số thứ hai được 3 chia 1, tức là A bằng 3B cộng 1. Số thứ hai cũng vậy, chia số thứ ba là cũng được 3 chia 1. Rồi giờ các em thay thế nè. Cái chỗ B này thì các em thay bằng 3C cộng 1 cho thầy. Đây, B thì đổi thành 3C cộng 1. Thì B nó bằng cái này mà, những cái bằng nhau có quyền thay thế cho nhau. Còn A thì thay bằng 3B cộng 1 ha. Nít trước thầy có giải rồi. Các em coi lại một lần nữa thôi. A bằng 3B cộng 1 mà B lại tiếp tục thay thế bằng 3C cộng 1. Được rồi. Vậy là 3 nhân B sẽ là bằng 3 nhân cho 3C cộng 1. Rồi các em giải cái này ra, các em sẽ tìm được C bằng 27. Sau đó tiếp tục C bằng 27 thì các em tính ra B à. Xin lỗi, C bằng 9 kìa. C bằng 9 thì suy ra B sẽ bằng 28 và từ đây A sẽ bằng 122 trừ 9 trừ 28 là bằng 85. Thử lại lần nữa các em. 85 nè chia cho 28 nè là được 3 dư 1, đúng rồi. 28 chia cho 3 à xin lỗi chia cho 9 cũng được 3 dư 1. Vậy số bé nhất là số 9. Rồi cái này ở nít trước thầy giải rồi nha. Các em lần lại coi. Dư 2 á, nếu thầy nhớ không lầm. Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị một đơn vị là có bao nhiêu? 98 nè, 87 nè, vân vân cho tới 10. Chín số ấy. Cái này ở nít trước thầy có giảng ha. Giờ thầy giảng lại xíu được cũng được. Nó chính là những số sau đây: 98, 87, 76, 65, 44, 43, 32, 21 và 10. Có tất cả là 9 số gì đâu. Rồi cái bài này ở nít trước thầy hướng dẫn rồi. Chỉ có cái số 90 là thuộc cả hai tập hợp thôi. Như vậy là số phần tử thuộc cả hai tập hợp là chỉ có một số là số 90 thôi. Cái này cứ bấm máy thôi các em. 225 chia 15
rồi cộng cho 60 bằng 75. Rồi 158 trừ cho nguyên cái biểu thức kia. Bằng 58 ấy. Cái bấm lại nha, thầy hơi vội, muốn đi về. Rồi, ráng rồi về. Tổng của ba số bài này làm rồi. Bài này làm hồi nãy rồi. Hình như số lớn nhất là 503 hay sao? 503. Các em coi lại nick trước nha. Video trước á. Rồi nó có cả trong cái đề thi cóc vàng nữa. Một ngàn kia, nó bằng 1.000. Cái này các em tự tính được hết mà. Rồi cái này y bằng 3. Còn câu cuối cùng nữa là xong. Ủa bài này làm rồi người ta. Tổng 3 số, hồi nãy làm rồi mà quên mất. Một số bằng 9, số bé nhất bằng 9 nè. Số tiếp theo là 28 nè. Rồi lấy 122 trừ 9 và trừ 28 nữa. Thì số lớn nhất là 85. Các em tua lại, các em coi cái bài nãy thầy giảng ha. Rồi, hẹn gặp lại các em ở những vòng thi tiếp theo. Càng nhiều câu khó càng tốt ha. Các em nhớ chia sẻ kênh này rộng rãi ra nha. Bây giờ thầy còn rất rảnh, có thể làm được nhiều. Mai mốt chắc là không còn thời gian nhiều nữa đâu. Nhưng mà thôi, rảnh được khi nào giúp các em khi đó ha.